Bạn Kim Anh có hỏi, em bị bú lành tính thì nên uống cây thuốc gì? Chào bạn, trường hợp của bạn thì sử dụng cây xà đen thì sẽ có hiệu quả tiêu bú rất là tốt bạn nhé. Theo kinh nghiệm dân gian thì cây xà đen có công dụng là tiêu viêm, giải độc, tiêu u bú và mụn nhọt. Từ xa xưa, người Mường đã đánh giá rất là cao công dụng của cây xà đen. Cây thuốc này được liệt kê vào một trong số những cây thuốc tốt nhất của họ Xạ và thường được sử dụng để điều trị những bệnh như sau: giúp giải độc, mát gan, tăng cường chức năng gan, hỗ trợ điều trị viêm gan, vàng da, hỗ trợ điều trị u bú, mụn nhọt, ung thủng, dùng làm thuốc chống viêm, kháng khuẩn ở những bệnh nhân mắc bệnh về nhiễm viêm nhiễm, dùng để cầm máu vết thương, bị chảy máu thì chỉ cần nhai lá xạ đen tươi đắp vào vết thương là sẽ cầm được máu ngay, 2 ngày sau thì vết thương sẽ tự lành. Để biết thêm thông tin chi tiết về cây xạ đen thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn ạ.